BMW 318 này, sản xuất năm 2003, tên tư nhân, biển Hà Nội chị ạ, biển đẹp cực kỳ luôn. Nếu bác nào mà sở hữu con này mà để giữ nguyên biển này thì rất ok. 29S6989, biển khá đẹp và xe cũng khá đẹp luôn. Con này là sản xuất năm 2003, động cơ 2.0, xe Việt Nam anh chị nhé, số tự động. Sơn si của em nói là bề ngoài nó em nói rất là đẹp, cực kỳ là đẹp. Mà cửa tiền rất là hợp lý, cửa tiền chỉ có 155 triệu đồng, 155 triệu đồng anh chị nhé. Sơn si đẹp, nội ngoại thất đẹp, máy số mượt mà. Đấy, cửa tiền này về sẵn đi thôi. Anh chị đấy xem nhá, thẩm định nhá. Đèn pha của nó rất là đẹp luôn. Đôi đèn pha sáng quắc luôn anh chị ạ. Đây, biển này các bác nhìn này, kết chất bộ biển. Đó. La răng đúc này, cũng rất là đẹp. Đấy, sơn si cực kỳ ok với cái tầm tiền 155 triệu đồng. Tránh mưa, tránh nắng và động cơ 2.0 thì nó ăn mức tiêu hao nhiên liệu thì nó chỉ bằng chiếc Honda Civic máy 2.0 thôi. Không có gì cả. Mà đi dòng BMW này thì nó cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là đầm. Sử dụng dẫn động cầu sau anh chị nhé, 318i này. Đấy, xe trang bị cảm biến lùi, ABS đủ 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh, na răng đúc. Đó, gương kính chỉnh điện, 4 kính chỉ điện auto anh chị nhé. Hai con này nó con nào? Con này nó có 2 túi khí an toàn. 2 túi khí an toàn, 5 ghế ngồi. Rất là chắc chắn luôn. Đây. Đấy. Nội thất của xe thì cũng khá đẹp. Con này trang bị 4 túi khí an toàn anh chị ạ. 4 túi khí an toàn. Hai cái ở đây nữa này. Đấy. Xe trang bị 2 ghế trước chỉnh điện và ghế này. Chỉnh điện 8 hướng, nhớ ghế 3 vị trí ghế nhé. Rất là ok. Đèn pha auto tự động này, có chế độ rảnh tay trên vô lăng, cruise control ga tự động đầy đủ hết. Giới hạn tốc độ và cruise control ga tự động anh chị nhé. Gương kính chỉnh điện này. Đấy, số tự động nhé. Đây. Số tự động tổng lưng hạ kính này. Là auto tự động nhé. Đây, đóng mở cửa. Đây, xi nhan đôi. Đóng mở rèm. Đầy đủ hết. Đầu CD 6 đĩa nhé. Đầu CD 6 đĩa nguyên bản theo xe. Vẫn chạy hoạt động bình thường, nghe âm thanh rất là hay luôn. Đấy, điều hòa auto tự động. Đấy, đây là cái lỗ để đút cái đầu băng, nhưng mà bây giờ hiện tại là nếu mà kể có dùng được cũng không có đầu băng, để không có cái băng cassette để dùng. Là sử dụng 6 đĩa CD đây thôi. Điều hòa mát lắm. Vô lăng này tích hợp chế độ rảnh tay. Rất là đẹp luôn. Đấy, vô lăng cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ. Táp lô táp ly của em nó đây. Đấy, với cái tầm tiền 155 triệu đồng sở hữu cái mẫu xe Đức này thì nó rất là hợp lý anh chị ạ. Giá trên là bao hồ sơ vận chuyển. Đấy, bác nào ở khu vực Hà Nội này, khu vực phía Bắc thì có thể là giữ nguyên cái biển này đi, vì là xe này giờ nó chỉ hơn trăm này, ra tên nó tốn kém, chả giải quyết vấn đề gì cả. Mà cái biển này nó biển thủ đô rồi, biển khá là đẹp, lộc phát, lộc nhiều phát lộc này. Đấy, để nguyên cái biển này đi là rất là hay. Sản xuất năm 2003 anh chị nhé, động cơ chỉ có 2.0, sử dụng dẫn động cầu sau, rất là khỏe. Em vừa trải nghiệm một cung đường khá dài, hơn 100 km, chạy cũng rất là ổn luôn. Đấy, cực kỳ là ổn đấy chị ạ. Sơn si form dáng khá đẹp. Đấy, đèn pha đây ống quắc quạc luôn. Đấy, xe thì nó chỉ cũ theo thời gian thôi anh chị nhé. 2003 đến bây giờ thì nếu mà chủ xe mà để mà giữ được một con xe mà nó còn óng ánh như này, đẹp như này thì nó là cả một vấn đề chăm sóc anh chị ạ. Sơn si khá đẹp, nội thất đẹp, máy gầm chắc chắn, một số lẩy mượt, động cơ 2.0, mức tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng 10 lít trên 100 km. 10 lít anh chị nhé. Đấy, tầm tiền 155 triệu đồng khá là ổn cho chiếc BMW này. Khá là ổn luôn. Đấy. Đồ nhựa này, táp lô táp ni sạch đẹp. Ghế đã được bọc lại rồi. Đấy, hàng ghế nếu mà gì ghế xin theo xe thì chiếc này không còn nhá. Đã được bọc lại rồi. Đấy. Máy lổ đây, cũng khá là ổn. Êm thút thít luôn. Xe đây. Đấy. Xe vừa về thì sẽ mang đi vệ sinh một chút. Đấy, trong ngoài, nội thất, khoang máy anh chị nhá. Với giao cho chị về chỉ việc sẵn đi thôi. Đấy, xem là dầu mỡ như thế nào.
Đấy, chủ xe thì mới thay đường ống nước rồi. Đấy, mới thay hệ thống nước làm mát, đường ống dẫn nước làm mát đấy ạ. Đấy, và anh chị đi an tâm luôn, vì cái dòng xe Đức này thì cũng phải bảo dưỡng những cái vấn đề đó. Xe lâu năm rồi, chủ xe cũng rất là cẩn thận, cũng đã bảo dưỡng cái đường ống nước làm mát rồi. Đấy anh chị nhá, thì bác nào quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286, em Duy Quang của tôi chất nhá. 155 triệu đồng cho chiếc BMW này, 155 triệu đồng cho chiếc BMW 318i sản xuất năm 2003, tên tư nhân, biển Hà Nội, biển đẹp. Đấy, máy 2.0 sử dụng dẫn động cầu sau, xe trang bị khá là nhiều những hệ thống hiện đại an toàn. Mà đi cái dòng xe Đức này thì nó cực kỳ là chắc chắn rồi anh chị nhá. Hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn theo những video lần sau nhá. Bác nào kết thì alo cho em.